thôi, mấy hôm nay trời nắng quá cho nên hôm nay cậu ba muốn làm em bé trở về tuổi thơ để tắm mương. Tắm mương như ngày xưa ấy. Trời ơi, bọn bữa đấy cậu ba cái phao mà không có thổi. Bây giờ cậu ba ngồi đó cậu ba thổi đi nha. Bọn bữa cũng mới tắm bồn vô nè. Rồi ngồi đó mà thổi đi. Cô ba ngồi thổi phao để chuẩn bị tắm mương. Cái gì con lấy cho cậu ba một cái bong bóng. Bồi lấy bong bóng cho cậu ba. Bong bóng màu xanh chấm bi màu trắng nha. Rồi thảy xuống phao cho cậu ba luôn con. Rồi nó bay nó lớp lớp ra ngoài xong luôn. Không bự vô. À cậu ba thổi cái phao bự lên kìa giống bánh donut đó. Cậu ba cho con một cạm một miếng rồi bơi nha. Mới thấy không bánh donut lót nha. À hey hey cạp cạp cạp. Ăn hết luôn khỏi bơi. Trong cái thao cậu ba không có thao. Được được cậu ba cứ ôm được. À, giữ. Okay, bây giờ bạn ngủ sẽ nhặt mấy cái bong bóng nước vô cậu ba. Mấy cái đó là bong bóng nước. Bong bóng nước có nặng lắm nha. Bỏ vô thao á. Bỏ vô thao đi tới đâu đem thao theo đó là lụm bóng bỏ vô thao hết. Trời ơi, thao nó trôi. Thao nó trôi mất tiêu rồi kìa. Ơ trời thằng luôn. Bị thao rồi, có gì vậy? Cái bóng đâu? Không có gì luôn rồi. Bóng nào hết mỏi. Kẹ, nó xanh nè. Xanh kìa. Văn mẹ ơi, chứng nào mẹ ơi, cậu có lội văn quá. Rồi chìm nó lại. Rồi thấy nó chìm luôn. Kìa tới đó nó nổi lên lại kìa. Ôi, đi chạy vô, mua chạy vô, chạy vô. Bơi đi cậu ba ơi. Phao bơi dễ hơn. Ơi, cậu ba ơi, con thấy cái màu xanh dương kìa. Cái thao lại luôn. Chơi coi vậy. Mấy cái màu trắng lên đây nè. Với cái cây thổi luôn. Ê, phát hiện luôn. Ôi, phát hiện luôn. Mỗi phát hiện gì mỗi? Phát hiện luôn, phát hiện cái bông bông màu đỏ. Ồ. Rồi bên đó nó bị bể hết một cái bong bóng rồi, một cái. Bập. Đây. Đây, cái bong bóng màu đỏ nó nổi lên tới đây luôn rồi cô bác. Rồi. Đây, nổi lên thẳng rồi nè. Đó, thấy chưa? Thấy ngàn một thấy chưa? Hay quá, một hay quá, một hay quá. Anh hai cũng đang tắm mương. Rồi. Ôi, coi chừng nó túng cái chỗ cái rễ dừa là. Coi chừng nó, coi chừng nó. Giữ rồi. Rồi nghiêng cái thuyền thúng luôn rồi. Rồi chắc nó đổ ra tành bành hết luôn. Mối. Dạ. Bộ vô để nhắn con. Cậu ba quăng bóng bay lên chứ. Lùi à. Wow. Cậu ba lượm được cái ống thổi bong bóng nè mọi ơi. Dạ. Ống thổi bóng xà phòng nè, cậu ba lượm được nè. Cầm luôn đi, cậu ba cầm luôn đi. Đây cậu ba cầm. Đây cậu ba cầm, đây là đưa mũi, là nhà sàn đưa mũi nha. Ôi trời, hay quá, mũi chụp được.
để mà mua chụp được không? Có kìa cậu ba, xịt nước lên cậu ba, xịt nước lên mũi luôn cậu ba. Bà đi sát kìa cậu ba, bắt được con cá mập bà đi sát. Bà đi sát. Tôi chưa bắt được con cá mập bà đi sát kìa, để nó phung phung cậu ba luôn. Xịt đu 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 đu. Con tắm rồi đó. Mũi tắm rồi á. Bắt được thì mã con lúc đầu con lúc đầu. Xịt nước mã. Má ơi. Hai má ơi. Ui ui. Xịt nước mã mất rồi cậu ba. Đi qua đây, đi qua đây, qua bên đây. Rồi, thầy thở bóng đã thuộc về mũi rồi. Đúng rồi, thở cho mùng ba cậu ba bong bóng luôn. Ôi đẹp quá. Đu 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 đu. Mùi đang làm bong bóng xà phòng cho cậu ba. Rồi bỏ vô thao hết đi. Bỏ bóng vô thao, nổi không? Ôi ra ngoài không à. Chìm luôn rồi. Hát chưa? Còn bà không nào mũi? Đây hả? Ồ, mì sát du 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 du. Bà đi sát du 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 du. Đó rồi. Con cá bóng bị bể rồi. Ừ, nãy nó bể. Bể cái mập thằng Dương. Từ từ nó nổi lên á, nó chìm chỗ nào là hồi nó nổi lên, gần gần chỗ nào. Mà nước này nó trôi trôi trôi. Có rồi có không? Rồi. Cậu ba. Chơi lam không? Chết lam không mũi? Cậu ba ở dưới mương mà mùi rủ cậu ba chơi slam không? Ha, ngồi chơi đi cậu ba. Bóng nào nó mỏi.